Cả nhà cũng lâu rồi câu lạc bộ không có hoạt động nên giờ hôm nay là hoạt động lại mà em thấy anh chị em quý mến em gái chủ tịch Yến Dương và câu lạc bộ trở về câu lạc bộ hôm nay em rất vui. Chúc cả nhà yêu buổi tối ấm áp bên gia đình nha. Em giao lưu với em các chủ tịch thì bài chiều rồi sau đó em mời cả nhà yêu lên giao lưu cùng em nhé. Từ xa ta giờ tình.
những lời em giao. Nghe thật ngắm lòng, cách xa chẳng ngại nhưng gần về bên có em. Em ơi chị em ta vừa quen biết nhau qua thời gian, đã xem em như đứa em gái tình thắm mà chỉ yêu quý nhất trên đời. Hai chị em ta đều rất kiếm lời, nhưng chị cảm nhận được em là người chủ tịch Tiểu ơi.